第338天 Ngày 338 Vâng ạ, trả chú tiền này. Hãy nghe và nhắc lại. 好的,给你钱. 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thời tiết mát mẻ. Thiên chỉ léng khoải. Khỏi quên. Miễn đỡ hoàng chỉ. Sườn xám mà ở bên trái. Giữa biên ở chí pháo. Màu sắc. Yến sửa. Phòng thử đồ. Sử y chiên. Kể cũng phải. Đạo dễ sử. Tiếp tục đi thang máy. Chỉ suy dỗ điện thi. Đồ đẹp giá rẻ. U mấy trả liền. Làm nhẹ đi không khí một chút. 轻松一下而气氛. Tổng cộng là 1.700.000. 一共是170万. Trời ạ, thật hay giả đấy? Thiên à, chân là giả đó. Công việc. Cung rủa. Làm người khác rất dễ chịu. Rằng rấn hẳn su phủ. Ở đây ăn hay là gói lại? Zài zhè lì chì hán shì dà bao? Nếu không thì... Yào bù. Nhà đối diện kia. Tùy miền này cha. Thật có ngon như chú nói không ạ? Trên hiểu su 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 tớ nào mà khó chứ mà. Yên tâm. Phẳng xin. 42.000 đồng, nguyên văn là 42.000 đồng. 42.000 tuần.